Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Chắc hẳn các bác khi mua xe đạp touring, xe đạp thể thao cũng như là những dòng xe đạp địa hình từ xa gửi về tới tận nhà thì sẽ gặp một số cái vấn đề, đó là lắp xe căn chỉnh và làm sao để các bác đi nó thuận tiện nhất. Để hôm nay làm video đó là gửi đến tất cả các bác một cái video, đó là hướng dẫn các bác. Thứ nhất là căn chỉnh cái xe nó phù hợp với chiều cao là một này, và thứ hai là những cái đồ tặng này, thứ ba đó là xe lắp lại một số cái để cho mình đi nó thoải mái hơn. Vì rất là nhiều các bác khi mua xe về các bác chỉ cần lắp lên là đi luôn, mà nhiều khi các bác không xe lắp lại một số thứ, đó là yên này, vì đâu cũng như là bộ đề khiến cho xe đi gặp nhiều vấn đề trục trặc như đi không thoải mái. Thì video này mình sẽ gửi đến tất cả các bác khi mua xe về mà gặp vấn đề trục trặc thì có thể căn chỉnh được, cũng như là tạo ra cho mình một chiếc xe đạp nó đúng với tiêu chuẩn là của mình, chứ không phải là mình mua xe về là đến một shop đấy ông căn chỉnh hết rồi, tôi về thì việc đi thôi, nhưng mà mình mua về thì mẹ đã căn chỉnh hết rồi. Mà các bác nên phải chỉnh qua một số cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà các bác đi rất thoải mái. Thì chiếc trên đây là chỉ có chiếc Peter Speed Pro phiên bản tay ngang 2020. Hiện tại con này thì em đang bán giá là sale từ 14 triệu xuống còn 12 triệu. Bác nào cần mua xe này thì có thể alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317. Em sẽ tặng cho các bác thêm giá nhôm Peter này. Mua hai chiếc em sẽ tặng thêm cho bác giá nhôm nhôm Peter loại xịn này luôn. Hai chiếc sẽ tặng cho bác hai chiếc giá nhôm nhôm Peter loại xịn này. Còn một chiếc sẽ tặng cho bác loại giá nhôm Peter là đứng rất là khác nhau. Còn bây giờ em sẽ đi hướng dẫn cho các bác để các bác có thể xe lắp lại chiếc xe của mình khi mua về nó hoàn chỉnh nhất. Đầu tiên khi các bác mua xe về thì lưu ý đầu tiên đó là các bác sẽ căn chỉnh yên. Các bác sẽ căn chỉnh yên đầu tiên đó là các bác căn chỉnh cái yên xe này này. Khi các bác ngồi lên và điểm thấp nhất của pedal, điểm thấp nhất của pedal đến yên, khi các bác ngồi lên thì cái chân nó phải thẳng, nó chỉ hơi co co một tí thôi, hay các bác có thể đo bằng xương hông. Khi các bác chỉnh yên các bác đo bằng xương hông, đo bằng xương hông để chỉnh yên nó phù hợp. Và thứ hai các bác nhìn này, ở đây nó có cái mã cái vạch để các bác chỉnh yên này, thì các bác chỉnh yên nó chữ min max. Giả sử các bác nào tay dài chẳng hạn, thì các bác chỉnh cho nó max là các bác chỉnh yên lùi lùi về phía sau, để khi các bác ngồi lên yên với tay lái nó vừa khít nhất. Đấy là còn các bạn nào tay ngắn thì các bác đẩy yên sát lên này thì các bác với tay lái sẽ gần hơn. Đấy là lưu ý đầu tiên về chỉnh yên. Một là chỉnh chiều cao yên, hai là chỉnh độ di chuyển của yên làm sao cho các bác ngồi thoải mái nhất. Nhiều bác không để ý cái này đâu, nhiều bác cứ nắp tàn và ủi đi làm sao đi được là được. Nhưng mà những cái lưu ý nhỏ này hãng nó làm ra để các bác thể là sử dụng chiếc xe đạp nó thoải mái nhất cũng như là đem lại sức khỏe cho các bác. Tiếp theo đó là về ghi đông. Hãng thường thường sẽ làm ghi đông theo chuẩn quốc tế. Nhiều bác tay ngắn hoặc là các bác thấy nó hơi với tay quá có thể cắt vợi đi. Như em ấy, em thường thường là những chiếc ghi đông của Titer nó làm chuẩn quốc tế, nó dài 74 cm. Khi các bác về các bác thấy dài, các bác thể cắt mỗi bên 2 cm. Các bác đẩy hết bộ tay đề này vào này, tay đề tay nắm, và các bác cắt mỗi bên 2 cm cho em. Đấy là các bác nếu thấy nó dài, còn không các bác thấy đi thoải mái các bác để nguyên. Đây là cái setup thứ hai, đó là về ghi đông. Và setup thứ ba đó là về bộ đề. Về bộ đề thì các bác thường thường về thì em đã chỉnh hết rồi, nhưng các bác nên kiểm tra sơ qua một lần nữa. Đó là các bác kiểm tra tất cả các bộ níp này nó chỉnh lên xuống ngọt chưa để các bác đi cho thoải mái. Và hơi các bác nên bơm tầm từ 6 đến 8 cân. Nó có cái ở đây nó có cái quy định bơm chuẩn hơi ở in trên nốt vậy, các bác có thể nhìn trên nốt để bơm. Như đây là nó ghi quy định đây, để em tìm cho các bác. Đây. Quy định maximum này 7,63 là 7,6 cân các bác nhé. Vậy là các bác bơm max tối đa của cái nốt này là chỉ là 7,6 cân, thì các bác chỉ bơm tầm 6 cân rưỡi với nốt sau và 6 cân tơ 3 với nốt trước, để các bác đi nó không bị nảy quá và không sóc quá. Đấy là cái setup thứ tư mà các bác cần phải làm. Và setup thứ năm đó là về ghi đông. Ghi đông thì khi các bác chỉnh tay đề này, chỉnh cái tay đề này các bác chỉnh làm sao cái mặt khi mình ngồi lên yên mình nhìn cái mặt đề rõ nhất. Và thứ hai các bác thể ấn được cái tay đề này, ấn nhả cái tay đề này nó thoải mái và bóc phanh nó thoải mái, thì các bác có thể di chuyển cái ốc này. Ở đây có những cái ốc di chuyển này đấy. Và thứ hai này cái tay nắm này đây, các bác thể chỉnh lên chỉnh xuống làm sao mình ngồi mình cầm vào mà nó thoải, cực kỳ thoải mái, bóp nó nhẹ nhàng phát ăn, chỉnh nhẹ phát đề nó nhảy. Đấy là những cái lưu ý mà rất là nhỏ thôi nhưng mà nhiều bác không để ý. Khi các bác mua xe về thì hầu như các bác nắp không để ý như cái này, đó là về yên này, chỉnh độ cao của yên này, độ di chuyển của yên này, chỉnh tiếp theo đó là chỉnh tay đề tay phanh và tay nắm làm sao nó phù hợp
Và thứ ba đó là chỉnh chiều dài của ghi đông, ngắn dài quá thì cắt ngắn đi. Và thứ tư đó là về bộ đề chỉnh cho nó mượt. Thứ năm về bơm cân nặng của hơi. Đấy là những cái lưu ý mà khi các bác mua xe thì các bác có thể sử dụng cho nó khoa học nhất và đi nó an toàn, cũng như là cho các bác đem lại sức khỏe cho các bác. Đây là video là review video hướng dẫn cho các bác nào mới chơi xe cũng như là đã chơi xe từ lâu, có thể là cũng chưa biết điều này. Thì bắt đầu thấy video này hay, hãy cho em một like, ghi đăng ký kênh hoặc truy cập website xe đạp 88.vn để mua dòng xe đạp Tipter tay ngang độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Độc quyền duy nhất tại Việt Nam các bác nhé. Đây em được độc quyền duy nhất của hãng Tipter từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 2021. Bạn nào mua xe cứ yên tâm, đây là hàng chính hãng, các bác có thể mang đến bất kỳ cửa hàng nào kiểm tra. Nếu không phải hàng chính hãng em sẽ đền một gấp đôi tiền cho các bác. Còn bác nào cần mua xe, alo trực tiếp online 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Em đã có chương trình khuyến mãi những dòng xe là Tipter trên 10 triệu tặng giá nước Tipter đến hết ngày 31 tháng 5. Nên các bác đừng bỏ qua cơ hội này. Cảm ơn các bác dành thời gian quý giá để xem video của em. Xin chào các bác.